huyện Phú Lương có 10 trên 15 xã thị trấn đã có sản phẩm ô cốp năm 2024, nâng tổng số sản phẩm được chứng nhận ô cốp lên 28. Trong đó 11 sản phẩm đạt ô cốp 4 sao, các sản phẩm còn lại đạt 3 sao. Từ nay đến cuối năm, huyện Phú Lương có kế hoạch xây dựng 5 sản phẩm ô cốp, gồm trà hương quê và mì gạo của Hợp tác xã Nông sản Phú Lương, xã Ôn Lương gối ngủ an nhiên của hợp tác xã Đồng Tiến, xã Yên Lạc, trà mướp đắng rừng của hợp tác xã Nông nghiệp Tiên Phong, xã Yên Trạch, bánh trưng bờ đậu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hương Liên, xã Cổ Lũng. Trong số các sản phẩm trên, địa phương phấn đấu có một sản phẩm được công nhận ô cốp 5 sao là trà hương quê của Hợp tác xã Nông sản Phú Lương. Các hợp tác xã, doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ, gửi cấp có thẩm quyền, đánh giá, chấm điểm, phân hạng sản phẩm.